Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Thì như thường lệ hôm nay tối thứ sáu thì chúng ta sẽ cùng ngồi để cùng trao đổi một vài thông tin tình hình thị trường trong tuần vừa qua, cũng như là có một vài cái góc cạnh, một vài cái góc nhìn xu thế thị trường trong tuần tới, cũng như là chúng ta cũng sẽ điểm qua một số các cái cổ phiếu mà Hùng Lê đang theo dõi, cũng như đang một số anh chị trong team cũng đang nắm giữ. Thì hôm nay là ngày 19 tháng 10, thì lời đầu tiên Hùng Lê cho phép Hùng Lê cùng các cộng sự ở trong team xin gửi lời chúc đến toàn thể các chị em nhân ngày 20 tháng 10 luôn luôn là trẻ trung xinh đẹp, luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn gặp nhiều may mắn ở trong cuộc sống. Đặc biệt là các chị em là khách hàng của Hùng Lê, cũng như là các chị em ở trong team đang đang cùng Hùng Lê trên con đường đầu tư trên thị trường chứng khoán ở khắp mọi miền của Tổ quốc, thì chúng ta sẽ luôn luôn là thành công và luôn luôn là chúng ta có những cái phương pháp, cũng như luôn luôn là chúng ta chủ động khi mà thị trường biến động, thì chúng ta luôn có những cái biện pháp, những cái phương pháp và luôn luôn chủ động để phòng tránh rủi ro. Thì đấy là cái câu chuyện ngoài lề một tí. Thế thì trước khi mà chúng ta đi vào tình hình thị trường trong tuần vừa qua, thì đây là một cái bản điểm tin. Thì trong cái phần này thì Hùng Lê đã tổng hợp các cái tin tức cơ bản trong nước cũng như trong quốc tế của quốc tế, và một số phân tích nhận định tổng quan của thị trường, đấy là chỉ số VN Index và HNX Index, và phân tích một số mã có cổ phiếu tín hiệu dòng tiền trong tuần. Thì thực ra là tất cả những cái tin tức này thì Hùng Lê cũng được tổng hợp từ trên trang web, thì buổi vào mỗi một buổi sáng ở trên công ty, tức là trên công ty chứng khoán, thì sẽ có 5 nhóm sẽ điểm tin cơ bản vào đầu giờ sáng hàng tuần, tức là 8 giờ rưỡi, thì mỗi một nhóm là sẽ phụ trách một ngày. Thì Hùng Lê là phụ trách ngày thứ sáu. Thì đây là những cái tin tức mà chúng ta tổng hợp được ở từ rất nhiều các cái kênh thông tin để giúp cho nhà đầu tư của chúng ta, những người mà bận việc thì chúng ta có thể lướt qua được, trên cơ bản là chúng ta có thể lướt được ở trên cái bản điểm tin này, để chúng ta nắm được là tại sao tình hình thị trường của chúng ta đang như thế nào, và có những cái để giúp cho những nhà đầu tư mà Hùng Lê biết là rất nhiều những nhà đầu tư của chúng ta, thì ngoài cái việc đầu tư trên thị trường chứng khoán thì chúng ta còn có những cái công việc khác. Thế thì đây cũng là một cái cách để giúp rút ngắn cái thời gian các anh chị phải tìm tòi ở nhiều góc cạnh. Thì Hùng Lê đã tổng hợp những cái rất là ngắn gọn. Thì đối với một số các tin tức trong nước thì chúng ta có thể thấy rằng là có một cái hội thảo về triển vọng phát triển thị trường chứng khoán trong quý 4 của năm 2018, thì trong đó thì một số các cái yếu tố tích cực như là GDP của chúng ta sẽ tăng đạt theo kế hoạch, cũng như là lạm phát và tỷ giá thì sẽ được giữ tương đối là ổn định nhờ các cái chính sách điều hành của chính phủ cũng như là của ngân hàng nhà nước. Và song song với việc đó là chúng ta cũng thấy rằng là các nhà phân tích cũng đưa ra bốn cái xu thế, bốn cái yếu tố có thể ảnh hưởng đến thị trường của chúng ta. Đấy là căng thẳng chiến tranh thương mại leo thang, và xu hướng cái yếu tố thứ hai đấy là xu hướng thắt chặt dần các cái chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương lớn ở trên thế giới, khiến cho ngân hàng nhà nước cũng phải điều hành những cái chính sách lượng tiền cung, cũng như giữ ổn định cái tỷ giá của đồng nội tệ và một số các yếu tố khác vân vân, ví dụ như giá thị trường. Và đấy, thì ví dụ như trong phiên ngày hôm nay thì hôm nay cũng đã tổng hợp là trong phiên ngày hôm nay thì sẽ có quỹ cơ cấu của VFVN là tái cơ cấu danh mục, vì vậy là hoạt động của chúng ta sẽ ở thị trường của chúng ta sẽ duy trì ở mức thận trọng, và đặc biệt là những cái diễn biến khó lường trong phiên ATC. Còn trên thị trường chứng khoán của thế giới thì mọi người hiện tại đang quan tâm đến chỉ số Dow Jones. Đang quan tâm đến chỉ số Dow Jones thì chúng ta cũng thấy rằng là sau một phiên giảm rất là mạnh, thì sau đó thì ngày 16 tháng 10 thì Dow Jones đã tăng trở lại 547 điểm trong phiên, và S&P 500 cũng tăng, Nasdaq cũng tăng. Cái sự tăng này được cho là do một số các tập đoàn kinh tế lớn của Mỹ đã ra những cái kết quả kinh doanh khả quan và vượt ngoài dự báo. Tuy nhiên sau cái cuộc họp của Fed ngày 17 tháng 10 thì Fed đã đồng thuận để nâng lãi suất
tăng lãi suất để ổn định nền kinh tế của Mỹ, và WTO thì cũng cảnh báo những cái rủi ro đối với nền kinh tế trong khi mà cuộc chiến tranh thương mại leo thang. Thì với những yếu tố như thế thì đã khiến cho thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục quay đầu giảm điểm. Và trong buổi tối ngày hôm qua, tức phiên ngày hôm qua, thì thị trường chứng khoán của Mỹ đã giảm hơn 300 điểm. Và thị trường châu Á, cùng với đó là thị trường châu Á của chúng ta cũng đang giảm điểm và dẫn đến tác động những cái yếu tố thiếu tích cực lên thị trường chứng khoán Việt Nam. Và chúng ta cũng để ý được một cái yếu tố khá là lớn, đấy là trên thị trường chứng khoán Trung Quốc thì đã liên tục phá đáy, và cái điều này được giải thích là do nhà đầu tư lo ngại một cái khoản thế chấp khoảng tầm 613 tỷ USD đang được dùng làm tài khoản thế chấp, và nếu thị trường của chứng khoán Trung Quốc tiếp tục giảm thì những cái khoản thế chấp này sẽ được đưa ra bán, và dẫn đến là các nhà đầu tư là tiếp tục bán tháo trên thị trường chứng khoán Trung Quốc. Và kẹp vào đấy là một cái yếu tố kép nữa, đấy là cái cuộc chiến tranh thương mại ở Mỹ Trung, thì hiện tại là Trung Quốc cũng đang gặp khá nhiều vấn đề khó khăn, và giá tiêu dùng hàng hóa ở tại thị trường Trung Quốc thì đã trở nên đắt đỏ hơn. Và sau đó thì trong phần bản tin này thì một số các tin vắn về doanh nghiệp, ví dụ là một số các cái chúng tôi đã tổng hợp ở đây, một số ví dụ PVC hoặc là Đạm Phú Mỹ, CNG, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thương Tín, FPT Capital và ANV, PGD, ABT và Dabaco. Đấy thì những cái thông tin cơ bản nhất, đấy là những cái thông tin về báo cáo tài chính của quý 3 cũng như là một số các kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Và cái phần thứ ba ở trong cái bản tin này thì có một số các cái tin tức về hàng hóa. Thì hàng hóa thì chúng ta sẽ quan tâm đến ba cái mặt hàng chính sẽ ảnh hưởng đến một số các cái doanh nghiệp của chúng ta. Thứ nhất là về giá dầu, thì trong tuần vừa qua biểu đồ nến tuần thì dầu WTI đã giảm 6,5% và dầu Brent thì đã giảm 1,33%. Đấy là Hùng Lê tính toán đối với kết phiên của ngày tối ngày hôm qua, bởi vì sáng nay cái bản tin này là bản tin Hùng Lê biên tập lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay. Và giá dầu giảm thì được giải thích, chúng ta có thể thấy rằng là giá dầu giảm trong hai phiên gần đây rất là mạnh, thì giá dầu giảm do lượng cung của dự trữ của Mỹ vượt ngoài kỳ vọng, và đây là lần tăng thứ tư liên tiếp và gấp 3 lần so với con số dự báo, thì dẫn đến là giá dầu đã giảm. Và giá dầu của chúng ta, giá dầu đối với giá dầu WTI thì khả năng sẽ gặp một cái ngưỡng hỗ trợ ở vùng 65 USD trên một thùng. Thì ở cái vùng đấy thì nó cũng đồng nghĩa với việc là khi đấy thì cổ phiếu của dòng dầu khí của chúng ta cũng đã chỉnh xong. Và giá dầu sẽ tích lũy đi ngang 1-2 phiên, thì Hùng Lê dự đoán là như thế. Thì sau đó thì các cái cổ phiếu của ngành dầu khí của chúng ta cũng sẽ tích lũy trở lại trước khi mà tăng giá trở lại. Bởi vì trong cái giai đoạn vừa qua thì cổ phiếu dầu khí cũng đã giảm giá về một cái nền giá khá là ok. Thì tí nữa Hùng Lê sẽ phân tích chi tiết các cái mã cổ phiếu về dầu khí. Một cái mặt hàng thứ hai chúng ta quan tâm đấy là giá đường. Thì chúng ta thấy rằng là trên biểu đồ giá đường của thế giới, đây là cái hình ảnh của biểu đồ Hùng Lê chụp tối ngày hôm qua, thì giá đường đã tạo nền đáy ở vùng giá 11 đơn vị là USD trên CFD và sắp chạm cái ngưỡng kháng cự mạnh ở vùng 14. Thì với một cái tín hiệu tốt như thế, điều này đã làm cho các cái cổ phiếu mía đường trong thời gian qua thì chúng ta thấy rằng là đã tăng giá rất là tốt, ví dụ như QNS, SBT hoặc là SLS. Một cái mặt hàng chúng ta cần quan tâm đấy là giá vàng. Thì chúng ta thấy là hợp đồng tương lai giá vàng hiện tại đang giao dịch khoảng tầm 1.225 USD trên một ounce, và nền giá này thì chúng ta thấy rằng cái nền giá này đây, các anh chị có thể xem là cái nền giá này cũng đã được tạo khoảng tầm 3 đến 4 tuần cái nền giá như thế này. Thì chúng ta thấy rằng là giá vàng đã có một cái nhịp giảm từ khoảng 1.300 ao về 1.125, thì điều này được giải thích là đồng USD đã mạnh lên, đồng USD đã mạnh lên, và các nhà đầu tư thì sẽ chọn USD để đầu tư thay vì là đầu tư về vàng, bởi vì là họ sẽ có một cái cảm giác là ít bị thua thiệt hơn trong cái cuộc chiến tranh thương mại. Và chúng ta thấy rằng với một cái nền giá tích lũy khá là chặt như thế này thì các nhà phân tích cũng dự báo là giá vàng sẽ có một cái nhịp tăng lại, và khi giá vàng tăng lại thì các cổ phiếu liên quan đến ngành chế biến vàng bạc đá quý ở trong doanh nghiệp của Việt Nam sẽ có những tín hiệu tích cực hơn, ví dụ như PNG đấy. Còn phần thứ ba
thì Hùng cũng có gọi là mình sẽ điểm qua một số các cái thông tin về thị trường. Thì chúng ta thấy rằng thị trường trong tuần vừa qua thì thị trường có những phiên tăng và phiên giảm đan xen nhau, và hầu hết các cái cổ phiếu cơ bản thì đều đã gãy hết nền. Một số các cổ phiếu trụ vẫn đang trong quá trình điều chỉnh hoặc là chưa có dấu hoặc là và chưa có dấu hiệu kết thúc. Trong phiên sau phiên mua ròng thì ngày 16 nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại bán ròng 60 tỷ, ngày 17 thì bán ròng khoảng 90 tỷ và đến ngày 18 thì mua ròng 70 tỷ. Còn phiên ngày hôm nay thì Hùng Lê chưa tổng hợp được, bởi vì hôm nay do ngày 20 tháng 10 nên là cũng nhiều chương trình. Đến hôm nay gần như Hùng không theo dõi thị trường. Không biết là ngày hôm nay thì ngày 19 thì Hùng cũng chưa tổng hợp được cái thông tin về nhà đầu tư nước ngoài. Các cái nhóm ngành cổ phiếu dẫn dắt thị trường thì đang khá là yếu, trong khi dòng P sụt giảm do giá dầu thế giới cũng như là chạm với ngưỡng kháng cự mạnh. Còn cái ngành ngân hàng thì bức tranh về kỳ vọng về lợi nhuận của ngân hàng quý 3 là cực kỳ sáng. Tuy nhiên là chưa có cái dấu hiệu là hút dòng tiền vào cổ phiếu ngành ngân hàng. Còn dòng bất động sản thì họ nhà VIX cũng đang yếu. Hoặc là một số cái cổ phiếu đã tăng mạnh như đất xanh, một số các cổ phiếu ví dụ LDG chẳng hạn thì trong thời gian vừa qua thì tăng rất là mạnh. Và chỉ số VN Index thì chúng ta sẽ để ý đến cái vùng kháng cự ngắn hạn, đấy là 9590 đến 9595. Còn HNX Index là vùng kháng cự 115. Và khuyến nghị chung khi Hùng Lê sáng nay gửi cho các nhà đầu tư thì đấy là thị trường của thế giới hiện tại cũng như thị trường châu Á thì đang có những cái diễn biến hết sức là khó lường. Đặc biệt là thị trường châu Á liên tục giảm điểm trong thời gian vừa qua thì đã tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Dòng tiền tiếp tục suy yếu làm cho mức độ rủi ro tiếp tục gia tăng, và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến tiếp theo của thị trường, hạn chế mở mua mới, và chúng ta sẽ trending những cái cổ phiếu mà chúng ta đang có trong danh mục để đánh T cộng. Tức là đánh có thể là mua về khoảng tầm T2 mình có lãi thì mình ngay lập tức mình sẽ bán để mình đảo hàng. Thì đấy là cái phương pháp mà trong cái giai đoạn hiện tại chúng ta bắt buộc phải phải đánh trending ngắn như thế, và chỉ mua những cổ phiếu mà chúng ta có sẵn hàng ở trong tài khoản để đề phòng nếu khi chúng ta mua xong thì chúng ta sẽ, nếu thị trường diễn biến theo một cái chiều hướng tiêu cực hơn không theo ý mình thì chúng ta sẽ ngay lập tức chúng ta sẽ bán ra, để chúng ta coi như chúng ta sẽ mất cái phí hoặc là chỉ lỗ một tí. Thì hiện tại thì như như là cái phương pháp thì chúng ta với cái xu thế thị trường hiện tại như thế thì chúng ta phải phải hết sức là thận trọng, và chúng ta sẽ mở các cái điểm mua của những cổ phiếu có vị thế. Và phần thứ ba đấy là một số cổ phiếu danh mục theo dõi hoặc mở điểm mua, thì đây tí nữa Hùng Lê sẽ phân tích. Đấy, thì cơ bản là như thế. Thì một cái bản tin này thì Hùng Lê cũng có tổng hợp mà khá là ngắn gọn và xúc tích những cái nội dung cũng như cái những một số các yếu tố liên quan đến thị trường chứng khoán. Thì những cái bản tin như này thì bên team của Hùng Lê và cũng như ở công ty thì sẽ được điểm tin ở trong trong công ty, tức là toàn bộ những thông tin này thì sẽ cung cấp cho tất cả các anh em ở trong team, và sau đó anh em sẽ có những cái tư vấn để dành cho khách hàng. Thì từ thứ hai đến thứ sáu thì đều có như thế này, và mỗi một nhóm thì sẽ phụ trách một ngày. Thì đấy là một số các cái nội dung liên quan đến phần điểm tin hàng ngày. Quay trở lại với thị trường của chúng ta thì đây là toàn cảnh biểu đồ VN Index trên biểu đồ nến ngày, thì tí nữa Hùng Lê sẽ phân tích sau. Và trước khi mà chúng ta đi vào phân tích chi tiết thị trường thì chúng ta sẽ đi điểm qua một số các cái mã cổ phiếu trụ. VIX thì hiện tại chúng ta thấy rằng là khi VIX đã tạo được cái vùng nền về vùng nền 90 thì VIX đã có những cái nhịp hồi. Tuy nhiên là đến với thời điểm hiện tại thì VIX đang chạm vào cái vùng kháng cự. Vùng kháng cự ở đây là khoảng vùng giá 99, vùng giá 99.5. Vùng giá 99.5 thì đối với cổ phiếu VIX thì Hùng Lê vẫn bảo lưu quan điểm là chúng ta sẽ không đầu tư VIX tại thời điểm này, và VIX sẽ cần có thời gian để tích lũy lại vùng nền 80 để nó phù hợp với lại cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng như là những cái thông tin về VinFast, tật tật những cái yếu tố đấy thì sẽ được phản ánh ở trong cái báo cáo tài chính quý 3 cũng như quý 4. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi VIX, và VIX hiện tại thì đang có một cái nhiệm vụ đấy là giữ nhịp cho thị trường. VHM, Vinhome. Đấy thì cũng hoàn toàn tương tự như VIX thì VHM cũng là một mã cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là VHM có một cái giao dịch rất là khó chịu, và những cái cổ phiếu này thì sẽ dành cho các cái nhà đầu tư tổ chức hơn là
chúng ta. Và hơn thế nữa thì hiện tại thì VHM đang đóng cửa ở vùng giá 75. Vùng giá này thì đã được VHM cũng được 1, 2, 3, 4 phiên giao dịch trong tuần ở vùng này, thì chúng ta cùng kỳ vọng là sang tuần thì VHM sẽ tích lũy ở vùng 75 và VHM sẽ cần có một cái nhịp tăng để giúp cho thị trường của chúng ta có một cái ổn định hơn. VRE hiện tại chúng ta nên, đối với cổ phiếu VRE thì chúng ta nên đưa vào diện quan tâm. Diện quan tâm của VRE bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có thể thấy rằng hiện tại thì VRE đang có ba cái ngưỡng hỗ trợ khá là tích cực ở đây. Đấy là khoảng vùng giá 36.5. 36.5 thì với những tín hiệu hiện tại của VRE thì Hùng đánh giá rằng VRE sẽ có tuần tới, sau những cái phiên gần như VRE mất hết thanh khoản, thì phiên ngày hôm nay là VRE đã có những cái dấu hiệu tích cực hơn khi mà đã khớp lệnh được khoảng tầm hơn 1,8 triệu cổ phiếu. Và cái nền giá từ 36.5 đến nền giá 37 thì chúng ta thấy rằng cái nền giá này là cái một nền giá mà VRE chúng ta thấy rằng 3 3 3 lần gần đây thì VRE đều đã tích lũy lại cái vùng giá này, thì đối với cổ phiếu VRE thì chúng ta đưa vào danh mục theo dõi. Và nếu những anh chị nào mà chúng ta có được quản trị rủi ro dòng tiền tốt và chúng ta có thể chủ động lướt được hàng thì chúng ta có thể mở những cái điểm mua thăm dò quanh vùng 36.5. Đây là những cái điểm mua thăm dò, gọi là chúng ta sẽ thăm dò đáy của VRE, và sau khi VRE có những cái tín hiệu đi lên thì chúng ta sẽ mở cái điểm mua hết, thì như thế là rất là an toàn. Hiện tại thì những tín hiệu hiện tại thì tín hiệu MACD thì đang khá là xấu, và tín hiệu về dòng tiền, xung lực dòng tiền thì đang có những cái tín hiệu hồi lên đang khá là đẹp. Tín hiệu hồi lên đang khá là đẹp. Còn các chỉ báo khác thì hiện tại VRE chưa có những cái chỉ báo khác mà sẽ khẳng định rằng VRE sẽ có một nhịp tăng mới. Thì đây là những cái điểm mua mà chúng ta gọi là điểm mua thăm dò để có thể chúng ta lấy vị thế. Đối với GAP, chúng ta cùng đi vào những cổ phiếu của họ dầu khí. Đối với GAP thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị là đối với cổ phiếu này thì gần như cũng đã chạy hết sóng, thì ở vùng giá khoảng tầm 115 đến vùng giá 120 thì những cái vùng giá này chúng ta sẽ xem xét để chúng ta bán ra, bởi vì như thế là GAP cũng đã chạy được một cái mức lợi nhuận từ vùng nền 70 lên vùng nền 120, thì các anh chị cứ tính toán một cái lượng tương đối, và trong cái bối cảnh thị trường của chúng ta đang xấu như thế thì GAP sẽ điều chỉnh, và chúng ta thấy rằng xung lực dòng tiền của GAP đang có những chiều hướng đi xuống, điều đấy chứng tỏ rằng là cái mức độ gọi là cái sức mạnh của GAP thì đang yếu dần đi, và các tín hiệu về đường MACD cũng đang khá là xấu. Và đóng phiên ngày hôm nay thực ra trên biểu đồ thì chúng ta thấy một cái biểu đồ nến xanh, nhưng mà so với giá đóng cửa của ngày hôm qua thì GAP đã có một mức sụt giảm tương đối là đáng kể. Đây, thế là giá đóng cửa ngày hôm qua thì hôm nay GAP đã có một cái mức sụt giảm tương đối là đáng kể. Trên biểu đồ, trên các cái tín hiệu kỹ thuật khác thì đang cho thấy rằng là cái mức độ giảm giá của GAP đang ngày càng mở rộng, đang ngày càng mở rộng, và đối với cổ phiếu GAP thì chúng ta cũng anh chị có những còn nắm giữ thì chúng ta hết sức lưu tâm đối với cổ phiếu này. Đối với PLX thì PLX cũng là một cái mã cổ phiếu Hùng Lê theo dõi rất là sát, thì sau khi mà nó PLX bị gãy vùng nền 70 thì PLX đã có những cái phiên giảm giá rất là mạnh, và hiện tại thì Hùng đang kỳ vọng là PLX sẽ tích lũy lại vùng nền 60. PLX sẽ tích lũy lại vùng nền 60, và từ vùng nền 60 này thì PLX sẽ có một nhịp hồi hồi tăng trở lại khi mà giá dầu của thế giới tăng tăng ổn định trở lại, thì PLX sẽ tích lũy lại vùng nền 60 là đẹp nhất, và từ vùng nền này thì PLX sẽ có một nhịp tăng mới. Thì đối với những quý anh chị nhà đầu tư chúng ta yêu thích cổ phiếu dầu khí thì chúng ta cũng đưa PLX để đưa vào danh mục quan sát trở lại. Những tín hiệu hiện tại thì xung lực dòng tiền đang đi ngang, và PLX đang có những phiên mất thanh khoản, tức là những cái phiên mất thanh khoản như thế này, tức là nguồn cung lượng cung cũng đã khá là cạn, tức là người bán và người mua không người bán thì cũng không muốn bán nữa bởi vì cổ phiếu đã giảm giá khá là mạnh, và người mua thì cũng đang rền rứ, cũng đang ngó nghiêng thị trường bởi vì thị trường chung của chúng ta cũng đang khá là xấu.
Thì đối với PLX chúng ta sẽ chờ đợi một phiên nến, có một phiên nến đảo chiều ở đây. Thì phiên nến đảo chiều thì nếu mà trong phiên mà Hùng Lê mà quan sát được những cái tín hiệu kỹ thuật tốt thì có thể Hùng Lê sẽ up lên ở trên trang Facebook để cho đây. Hùng Lê sẽ up lên ở trên trang Facebook thì trên cái dòng thời gian này thì Hùng Lê luôn 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 cập nhật ở trong phiên, trong trong ngày nếu có những cổ phiếu đẹp thì Hùng Lê sẽ up lên đây. Và nhân cái câu chuyện này thì Hùng Lê cũng có một vài các cái ý kiến như sau. Thứ nhất là trong cái danh mục này phần 3 thì các anh chị lưu ý là Hùng Lê chỉ cung cấp cho các anh chị mang tính chất tham khảo. Tức là gì? Tức là Hùng Lê thấy một cái vùng giá nào đấy nó khá là ok. Thực ra về bản chất thì Hùng sẽ không, thường là Hùng sẽ không up cái vùng giá ở đằng sau, Hùng chỉ nêu danh mục thôi. Và các anh chị sẽ phải tức là đại loại là sẽ tự mình sẽ cho mình một cái điểm mua phù hợp với cái kỳ vọng của mình. Tuy nhiên là khi Hùng up lên như thế này thì nó sẽ có hai mặt, mặt tích cực, tức là một số các anh chị có phản hồi với Hùng là ok Hùng up như thế thì chị hoặc là anh cũng có căn ke ở cái vùng giá đấy và dự kiến cái vùng giá đấy thì sẽ mua và cơ cấu. Tuy nhiên là nó có cái mặt tiêu cực là gì? Có mặt tiêu cực đấy là các anh chị một số thôi, Hùng nghĩ không nhiều. Nhưng mà chắc chắn sẽ có một số các anh chị sau khi mà xem thì ví dụ như mua một cái mã ABC nào đấy ở trong cái vùng giá nào đấy. Có lời không sao nhưng mà nó lỗ một tí chẳng hạn thì lại phản hồi và chat lại hoặc phản hồi lại Hùng Lê là em ơi bây giờ nó lỗ thế này thì xử lý thế nào? Đấy, thì Hùng nghe cái câu hỏi là xử lý như thế nào thì Hùng không thích. Bởi vì sao? Bởi vì cái thứ nhất đấy là các anh chị không phải là tài khoản cho Hùng Lê quản lý mà các anh chị là cộng đồng nhà đầu tư. Và Hùng Lê public những cái này ra bên ngoài. Đấy là Hùng Lê đang làm nó hơi khác với mọi người. Các anh chị cứ thấy đi, cứ tìm ở trên các cái diễn đàn hoặc bất kể một cái trang mạng nào mà có một cái cách làm như Hùng Lê chẳng hạn thì Hùng nghĩ là ít mà, và các anh chị cứ nhìn thấy là ví dụ như là có những cái dòng comment rằng tôi đang có một cái mã cổ phiếu có thể sinh lời 30 50%, các anh chị nào quan tâm thì để lại địa chỉ email hay là vui lòng vào Zalo này Zalo kia đấy vân vân và vân vân, thì đấy là những cái thứ mà Hùng Lê cảm thấy là nó rất là buồn cười và nói thật là nó rất là chuối. Bởi vì nếu các anh chị mà có những cái cổ phiếu như thế thì tại sao anh chị không up lên để cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta cùng theo dõi, mà chúng ta lại phải gửi mail. Và Hùng Lê nhìn thấy là có những cái dòng status mà có gần 7 đến 800 cái tài khoản email comment ở đường dưới thì Hùng thấy là quá là buồn cười với những cái chiêu trò như thế. Và chính vì những cái chiêu trò như thế nên là cộng đồng nhà đầu tư nhìn những người làm nghề như Hùng thì nó sẽ toàn xếp vào hai cái thể loại chim rất là củ chuối, đấy là chim lợn với lại bìm bịp. Đấy thì chính vì những cái việc như thế dẫn đến là cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta sẽ đánh giá sai về cái cách mà chúng ta đang làm thì Hùng Lê không làm theo cái cách đấy. Và Hùng Lê sẽ những cái gì Hùng Lê có, những cái gì Hùng Lê biết thì Hùng Lê sẽ public lên cho mọi người. Và mọi người có một số các anh chị thì có hỏi là tại sao trong cái team là chứng khoán gạch ngang 100 ông chơi có 5 chiếc 9 ở trên group Facebook lại kiểm duyệt thành viên một cách gắt gao như thế. Thì Hùng Lê có trả lời là thứ nhất đây là kênh dành cho cộng đồng nhà đầu tư. Tức là chúng ta vào đây để chúng ta cùng tham gia đầu tư, cùng chia sẻ những cái kiến thức, kinh nghiệm. Chứ không vào đây để chúng ta quảng cáo, chúng ta làm những việc khác. Đấy, chúng ta không làm việc khác. Đây, ví dụ như một đồng chí hiện tại thì đây. 54 người thì cũng có một số anh chị Hùng chưa kiểm duyệt được. Nhưng mà đây, những cái người đưa những cái này thì ngay lập tức là hiện tại thì Hùng chưa xóa. Nhưng mà sau cái bản tin video này kết thúc thì những nick kiểu như thế này sẽ bị block nick và delete và vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại được với team. Đấy là nguyên tắc, bởi vì là chúng ta lập ra một cái team thì cái tiêu chí và cái mục đích của chúng ta để làm gì thì chúng ta hãy làm đúng cái việc đấy. Đấy, chúng ta hãy làm đúng cái việc đấy, thì đấy là cũng một cái lời nhắn nhủ dành cho tất cả các anh chị chúng ta trước khi chúng ta đăng ký để tham gia cái team này thì chúng ta phải biết được là chúng ta vào đấy để chúng ta chia sẻ kiến thức kinh nghiệm cho những nhà đầu tư khác.
đấy, hay là chúng ta vào đấy để chúng ta quảng cáo, hay vào đấy để chúng ta lôi kéo thành viên, hay để vào đấy để làm bất cứ một cái mục đích gì khác, thì các anh chị là vui lòng chúng ta không tham gia nhóm này. Đấy. Rồi ok, PLX. Chúng ta cùng đến với một mã tiếp theo là PVS. Hiện tại PVS thì cũng đã có một cái nhịp chỉnh, tương đối là khá. Tuy nhiên là những cái tín hiệu hiện tại thì PVS lại đang có những tín hiệu hồi. Và chúng ta sẽ thể dùng Fibo xem, chúng ta sẽ đo xem là PVS đã chỉnh về đến bao nhiêu. PVS đã chỉnh về Fibo 50%. Thì với những tín hiệu hiện tại của PVS thì Hùng thấy rằng PVS cũng đang có một cái nhịp hồi khá là tốt. Và nếu như PVS tích lũy thành công, nền giá 20 thì khi giá dầu phục hồi, và chúng ta sẽ quan sát có những phiên, mà khối lượng sẽ vượt trung bình 21 phiên, tức là PVS sẽ giao dịch từ 7 đến 8 triệu cổ phiếu, và nền giá sẽ bứt phá qua cái nền này, thì PVS sẽ có một cái nhịp, hồi đối với cổ phiếu PVS. Tuy nhiên là với những tín hiệu hiện tại thì Hùng thấy là PVS đang có những cái phiên kéo xả cũng tương đối là mạnh, tức là cái biên độ kéo xả mạnh như thế này thì thường ấy, thường là khó để mà chúng ta phải có một cái nhịp tăng ngay tức thì, tức là nó phải cần một cái nền tích lũy và nó khá là sát ở cái nền này đã. Thì đối với cổ phiếu PVS thì chúng ta cũng nói chung là dòng dầu khí thì chúng ta sẽ xem lại, nhưng mà hiện tại thì PVS Hùng đánh giá là chưa thực sự là đẹp. PVD thì đối với PVD cũng đã có một nhịp chỉnh chung với cả dòng dầu khí, và hiện tại thì PVD đang được hỗ trợ trong ngắn hạn, đấy là nền giá 18 của PVD. Và chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thì PVD liên tục có những phiên giao dịch quanh vùng giá 18, có hai phiên tăng mạnh, và phiên ngày hôm nay thì lực cầu vào PVD khá là tốt khi mà PVD đã tạo thành một cây nến rút chân ở đây. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng cái biên độ, tức là cái mức biến động của PVD hiện tại thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục quan sát, chứ chúng ta cũng chưa thể mở những điểm mua, bởi vì mở những điểm mua như thế này tại thời điểm này thì nó khá là rủi ro. Thêm một cổ phiếu nữa, BSR. Đối với BSR thì hiện tại đang khá là tốt, và Hùng đã khuyến nghị cho tất cả quý anh chị nhà đầu tư chúng ta sẽ mở 1/3 số định mua tại vùng giá 16. Hiện tại thì chỉ có duy nhất một phiên, đấy là trong phiên ngày 12 tháng 10 thì BSR chạm vùng giá 16, còn tất cả các phiên trong tuần vừa qua thì BSR không chạm vùng giá 16. Thì với một diễn biến như hiện tại thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ canh ở quanh vùng đây, thì chúng ta sẽ nâng lên ở khoảng, tùy các anh chị nhé. Cái này là Hùng không có khuyến nghị các anh chị, bởi vì Hùng chỉ khuyến nghị trong tài khoản của khách hàng thôi. Nhưng mà Hùng thấy là cái vùng giá từ 16 đến 16.5 là vùng giá khá là an toàn đối với BSR, và chúng ta có thể mua gom dần cổ phiếu này. Và một tín hiệu cực kỳ vui đối với cổ phiếu BSR đấy là xung lực dòng tiền đang đi ngang, cho thấy là tín hiệu bên mua và bên bán của chúng ta cũng đang ở một trạng thái khá là cân bằng. Và dòng tiền của BSR thì hiện tại chúng ta thấy rằng đang gần như mất hút, và những tín hiệu mất hút này chính là những cái tín hiệu mà chúng ta phải lưu tâm đến nó, và chúng ta cần phải hành động đối với cổ phiếu này. Oi. Đối với Oi thì Hùng đã khuyến nghị cho rất nhiều các anh chị cộng đồng nhà đầu tư, không phải là tài khoản của Hùng Lê, các anh chị có chat ở trên Zalo của Hùng Lê, thì Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị là chúng ta sẽ mở Oi ở vùng giá 14 đến vùng giá 14.5. Thì Hùng thấy cái nền giá đối với Oi ở cái vùng nền giá 14 đến 14.5 là hết sức là tích cực, và hoàn toàn tương tự như BSR thì Oi đang đồng pha với BSR, và chúng ta thấy những cái tín hiệu hiện tại thì đang khá là ok và chúng ta cần phải lưu tâm. Còn ở trên biểu đồ Ichikuku thì cổ phiếu này cũng đã chạm một vùng hỗ trợ khá là tốt tại vùng giá 14 đến 14.5. Thì với cổ phiếu này thì các anh chị của chúng ta cũng tiếp tục lưu tâm, và nếu các anh chị là yêu thích cổ phiếu dầu khí thì chúng ta cũng sẽ mở những cái điểm mua đầu tiên. Thì đối với cổ phiếu ngành dầu khí, Hùng sẽ chốt lại đấy là có Oi, BSR và PLX, đấy là ba cổ phiếu đang khá là đẹp và chúng ta cần phải theo dõi ba cổ phiếu này.
chúng ta cùng đi một số các cái mã cổ phiếu trụ khác BVH. Đối với BVH thì sau khi BVH đã chạm mà có một phiên giảm mạnh và sau đấy thì có một cây nến, gọi là cây nến này là một cây nến bao trùm. Bao trùm toàn bộ cái thân nến đỏ trước đó, thì hiện tại thì BVH đã lấp xong cái gap mà BVH đã tạo ra trong cái phiên khủng hoảng ngày thứ 5 và ngày thứ 6. Chưa lấp hết, cần lấp hết. Thì đối với mã cổ phiếu này thì Hùng cũng không có khuyến nghị anh chị chúng ta tham gia đầu tư, bởi vì là thanh khoản thì ở mức khá là thấp và ở cái vùng này, từ cái vùng giá 92 đến khoảng vùng giá 100 thì chúng ta cũng không còn nhiều cái cơ hội, không nhiều tìm kiếm nhiều cái cơ hội để đầu tư cổ phiếu này nữa. Vinamilk. Đối với Vinamilk hiện tại như các bản tin trước cũng đã phân tích thì cũng đã có đề cập đến cho các anh chị một cái nền giá của Vinamilk, đấy là nền giá 125. Một nền giá 125 thì một cái nền hỗ trợ khá là tốt của Vinamilk trong một cái kênh xu hướng dài hạn. Thì đối với cổ phiếu này thì hiện tại tín hiệu dòng tiền cũng đang khá là tốt, chỉ báo mác thì đang có xu hướng đi lên và xung lực dòng tiền thì cũng đang tạo đáy ở khoảng vùng giá âm 8 và sau đó thì đi lên. Thì đối với các anh chị chúng ta có đối với cổ phiếu Vinamilk thì chúng ta hoàn toàn có thể bắt T cộng ở vùng giá 125 và chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng Vinamilk sang tuần sẽ là một cổ phiếu sẽ giúp nâng đỡ các cái chỉ số của thị trường của chúng ta đi lên ổn định hơn, và Vinamilk sẽ về lại vùng kháng cự 135. Thì đối với cổ phiếu này thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể tham gia ở cái vùng đáy này, bởi vì vùng đáy này Hùng Lê thấy một tuần Vinamilk đã test gần như là cái cây nến ngày hôm nay thì cũng đã gần như là test thành công ở vùng giá 125 với một phiên xác nhận về volume đạt trên khoảng tầm 1 triệu cổ phiếu. SAB và VDC. Đối với SAB thì Hùng có đưa ra cho các anh chị một cái nền giá, đấy nền giá 220. Đây là một cái nền hỗ trợ của SAB khá là tốt, nhưng mà đối với SAB thì tín hiệu hiện tại SAB đang đi ngang. Và người ta bảo là sau một quãng đường đi ngang thì nó sẽ là một bình minh rực sáng hoặc là nó là vực thẳm. Thì hiện tại thì Hùng cũng chưa có thể khẳng định được sau cái vùng đi ngang của SAB ở vùng giá 220 là bình minh hay là vực thẳm. Những tín hiệu hiện tại thì kỹ thuật thì khá là yếu đối với mã cổ phiếu này. Thì cũng hoàn toàn chúng ta cũng sẽ hoàn toàn hy vọng, bởi vì là thị trường của chúng ta muốn ổn định trở lại thì rất cần những cái mã cổ phiếu như này. Mặc dù chúng ta không tham gia đầu tư nhưng nó là một yếu tố thị trường và nó là một yếu tố để giúp ổn định toàn bộ tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường, để chúng ta có một cái động lực để chúng ta đầu tư những cái mã cổ phiếu khác. Xin lỗi quý anh chị nhà đầu tư là hiện tại thì cái họng đang có vấn đề một tí. VDC và Mansan. Đối với VDC thì trong quãng thời gian vừa qua chúng ta cũng biết là giá xăng, giá nhiên liệu đã tăng lên rất là mạnh. Và khi giá xăng tăng lên thì các anh chị biết rồi, những cái công ty mà liên quan đến vận tải, ví dụ như là hãng hàng không, ví dụ tàu Xúc Bờ Đông Kiên Giang, đấy vân vân và vân vân, thì các doanh nghiệp hiện vận tải sẽ là những cái doanh nghiệp mà sẽ bị chịu những cái thiệt thòi lớn nhất. Và VDC thì Hùng đã phân tích từ nền giá 150, khi nền giá 150 này bị phá vỡ thì VDC sẽ giảm giá rất là mạnh, và chúng ta thấy rằng VDC đã cắm đầu từ vùng giá 150 về đến sắp chạm vùng giá 130. Và tại cái nền giá 130 này thì VDC sẽ tích lũy trở lại ở đây. VDC sẽ tích lũy trở lại ở đây khi mà gặp cái nền hỗ trợ thì sang tuần tới thì VDC, khả năng VDC sẽ cầm máu và sẽ ngừng rơi và sẽ tích lũy lại ở quanh vùng giá từ 130 đến 132 trước khi mà phát đi những cái tín hiệu tiếp theo của VDC. Mansan hoàn toàn tương tự như VDC, thì trong những bản tin phân tích trước đây thì Hùng có đề cập đến Mansan sẽ về ở vùng giá 75. Thì vùng giá 75 thì Mansan đã về, và khi Hùng Lê phân tích ở vùng giá 91.5 thì Hùng Lê có khuyến nghị các anh chị là chúng ta nếu đang nắm giữ cổ phiếu Mansan thì phải lưu ý đến vùng 91.5. Khi vùng này bị gãy thì cổ phiếu này sẽ rơi rất là mạnh, và khi về đến vùng tích lũy vùng 75 thì Hùng Lê đã có những cái phân tích kịch bản dự báo đối với cổ phiếu này. Thì cổ phiếu này đã có một tuần tích lũy lại thành công và ở vùng nền giá 80.
Thì đây là những cái tín hiệu hết sức là tích cực và khả quan đối với cổ phiếu Man San. Và đối với Man San thì Hùng Lê, theo như Hùng Lê nhận định thì sang tuần thì Man San sẽ tiếp tục tăng giá và sẽ chạm về cái vùng, khả năng là sẽ chạm khoảng về vùng 85 đến vùng giá 86. Đây sẽ tạm chạm chạm lại về vùng này. Thì cổ phiếu Man San cũng là một cổ phiếu trụ mà sẽ giúp ổn định tâm lý thị trường, tâm lý nhà đầu tư. Chúng ta cùng đi một số các cái mã cổ phiếu ngân hàng. Thì như trong cái bản tin phân tích cơ bản mà Hùng Lê đã trending cho các anh chị ở ngay đầu video này, thì bức tranh về lợi nhuận của ngân hàng trong quý 3 và quý 4 năm 2018 là cực kỳ sáng. Thì quý 4 thì chưa có, nhưng quý 3 thì đã có những cái thông tin chưa chính thức, nhưng mà những cái thông tin bên lề thì cho thấy rằng cái kết quả bức tranh về lợi nhuận của các ngân hàng là khá là tốt. Tuy nhiên là chúng ta cũng thấy rằng hiện tại thì cái dòng tiền mà để hút ở trên thị trường, hút vào các cổ phiếu ngân hàng thì hiện tại là Hùng Lê đánh giá là chưa thực sự là tích cực. Đầu tiên chúng ta sẽ đi một cổ phiếu, đấy là Vietcombank. Vietcombank cũng là một cái cổ phiếu mang những cái yếu tố dẫn dắt tâm lý thị trường khá là mạnh. Khá là mạnh thì sau khi Vietcombank đã gãy cái vùng nền 62 thì Vietcombank đã giảm giá, và Hùng đánh giá rằng là Vietcombank sẽ cần phải về lại ở vùng giá 55. Vietcombank sẽ cần về lại vùng giá 55, và tại vùng giá này thì Vietcombank sẽ tích lũy lại 1-2 phiên, và sau khi chờ đón những cái kết quả kinh doanh của dòng ngân hàng thì Vietcombank sẽ có một nhịp hồi lên từ cái vùng giá 55. Thì đối với cổ phiếu Vietcombank thì những anh chị yêu thích thì chúng ta cũng hoàn toàn chúng ta sẽ quan sát lại cổ phiếu Vietcombank ở cái vùng giá này. Khi có những cái tín hiệu xác nhận rằng Vietcombank sẽ đảo chiều tăng giá thì Hùng sẽ public, hoặc là có thể chat, các anh chị mà có quan tâm có hỏi thì có thể chat trực tiếp với Hùng Lê qua Facebook hoặc là qua Zalo của Hùng Lê. Cổ phiếu thứ hai đấy là cổ phiếu ACB. Đối với ACB thì Hùng đã phân tích rất là nhiều. Hiện tại ACB đã gãy mất cái vùng nền. Thực sự tiếc đối với cổ phiếu này. Tuy nhiên là không sao, thì chúng ta sẽ phân tích ACB ở trên nền tảng về doanh nghiệp. Thì trên nền tảng về doanh nghiệp thì trong bản tin video 230 thì Hùng đã phân tích rồi. Nhưng mà cái phiên này là phiên gãy nền của ACB. Thì phiên gãy nền này thì gần như tất cả các mã cổ phiếu tốt hay xấu đều bị cái phiên ngày thứ 5, là cái phiên mà thị trường của chúng ta mất 50 điểm, thì đều gãy hết nền. Và hiện tại thì ACB đang cố gắng, phải nói là đang cố gắng tích lũy lại vùng nền 31. Thì đối với vùng nền 31 này thì những anh chị nào của chúng ta nếu đang còn sức mua và đang còn cổ phiếu ACB thì có thể mở mua thêm ACB, mua thêm ở vùng giá 31. Và những tín hiệu hiện tại thì chúng ta thấy rằng là dòng tiền đang gần như là cạn kiệt đối với mã cổ phiếu này. Thì chúng ta sẽ chờ một phiên xác nhận của ACB sẽ phiên xác nhận là đảo chiều tăng giá, và khi đó thì khối lượng của ACB sẽ phải đạt được khoảng tầm từ 4 đến 5 triệu cổ phiếu. Và hôm nay thì có lúc ACB đã về được đến vùng giá 32 nhưng mà lại không đóng cửa được ở vùng giá 32, thì đây là thực sự một điều đáng tiếc. Còn nếu ngày hôm nay ACB đóng cửa vùng giá 32 thì đấy là một tín hiệu rất là đẹp và đã giúp cho ACB có được những cái tín hiệu tích cực hơn. BID Công Thương, MBB. Đối với BIDV thì trong nhiều bản tin trước thì Hùng đã đánh giá rằng trong dòng cổ phiếu ngân hàng thì BID đang khá là tích cực. Và cái nền giá mà Hùng đã nhắc đến các anh chị trong bản tin video trước đấy là nền giá 34.5. Thì nếu nền giá 34.5 này bị phá vỡ thì cổ phiếu nó sẽ bị đi xuống. Tuy nhiên là sau khi mà phá cái nền 34.5 này thì ACB lại đang có những cái nền tích lũy trở lại. Và về tín hiệu dòng tiền thì đang khá là tốt khi mà dòng tiền đã tiếp tục quay trở lại với cổ phiếu này. Và nếu như BID sang tuần tới BID mà vượt thoát lên được vùng giá 35 đến vùng giá 35.5 thì BID sẽ tiếp tục một cái nhịp tăng mới và sẽ hoàn thành cái target đã phân tích ở đây là ở vùng giá 40 đến vùng giá 44. Đấy, thì nếu như sang tuần BIDV mà vượt thoát được thành công cái vùng giá 35 đến 35.5 thì đấy là một cái tín hiệu tích cực. Và khi BID tăng như thế thì nó cũng sẽ làm hiệu ứng cho các cổ phiếu ngân hàng cùng đồng thuận tăng và sẽ giúp cho thị trường của chúng ta sẽ tăng. CTG thì sau khi gãy cái vùng nền 28 thì CTG đang có những cái phiên giảm giá. Những tín hiệu hiện tại của công thương thì đang khá là yếu.
khá là yếu, thì với những tín hiệu như hiện tại công thương khá là yếu như này thì khả năng cao thì công thương sẽ về lại ở cái vùng nền khoảng 23 đến vùng nền 23.5, tương đương với Fibo 23.6, đúng rồi, vùng nền 23.5 đấy. Thì khả năng cao thì công thương sẽ về lại ở vùng 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 này, vùng 23.5, và sau đó thì tích lũy trở lại để có một cái nhịp tăng đồng pha cùng với thị trường và cùng với các cái nhóm ngành ngân hàng. MBB, đối với MBB thì đấy, trong một cái bản tin các anh chị có thể xem lại bản tin 28 đến 29 thì đấy, Hùng không nhớ rõ, nhưng mà trong cái phiên ngày hôm nay thì rất nhiều các anh chị của chúng ta đã đu cổ phiếu MBB ở vùng giá 24 thì hiện tại thì đang khá là xấu. Một cái phiên đột biến như này không thể nói rằng là nó mạnh được, mà một phiên đột biến như này thì chúng ta cũng phải xem xét ở nhiều các yếu tố góc cạnh khác nhau. Thì với những tín hiệu của hiện tại của MBB thì Hùng cũng không biết được là bên ngân hàng Vietcombank trong cái đợt thoái vốn vừa rồi thì hiện tại đã bán được bao nhiêu cổ phiếu, thì hiện tại chưa cập nhật được, tức là đâu đó ở những cái phiên gần đây thì do đấu giá không thành công và sau đó thì Vietcombank đã bán MBB ở trên sàn trong những phiên khớp lệnh liên tục, thì đấy là một cái thông tin cập nhật. Và với một cái việc là nguồn cung nó khá là lớn thì trong ngắn hạn thì MBB sẽ về tích lũy lại vùng giá 20. Về tích lũy lại vùng giá 20 cũng là một vùng nền khá là hợp lý của cổ phiếu này, trong khi mà những cái tín hiệu của dòng ngân hàng đang khá là yếu, thì và cộng với việc là cổ phiếu quỹ đang bị bán ra thì MEB khả năng là sẽ chưa thể có động lực tăng giá ngay được mà sẽ tích lũy lại vùng nền 20. STB, đối với STB thì hiện tại đang, Hùng đánh giá rằng đối với cổ phiếu STB thì đang khá là mạnh. Và chúng ta thấy là một số bản tin phân tích trước thì Hùng có phân tích đến cái vùng giá 14 đến vùng giá 14.5. Vùng giá này cần phải 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 vượt được thì STB sẽ có một cái nhịp tăng tiếp theo. Tuy nhiên là cùng với cái sự giảm giá chung của thị trường thì STB đã có một nhịp giảm và chạm về vùng hỗ trợ 12.5. Đây là một vùng hỗ trợ ngắn hạn, thì sau khi mà chạm về vùng hỗ trợ này thì STB đã có những cái phiên hồi lại hết sức là tích cực. Và đối với cổ phiếu STB thì chúng ta có thể theo dõi ở trên nến tuần. Theo dõi trên nến tuần thì với những tín hiệu hiện tại trên nến tuần của STB thì hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng STB sẽ có một cái nhịp tăng, sẽ có một nhịp tăng, và trong cái nhịp tăng này thì đồng pha với lại dòng cổ phiếu ngành ngân hàng và sẽ về ở khoảng mức giá 15 đến 15.5. Ở trong cái nhịp này thì trên biểu đồ nến tuần thì chúng ta có thể thấy rõ được cái sức mạnh của cổ phiếu STB. Thêm một cổ phiếu nữa đấy là SHB. Đối với SHB thì sau khi về đến vùng giá 9.2, vùng giá 9.2 thì SHB đã có một nhịp giảm và SHB lại có những phiên tích lũy tạo nền trở lại. Và chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua thanh khoản của SHB cũng đã trở nên cạn kiệt, và Hùng đánh giá rằng SHB sẽ tích lũy lại ở vùng nền giá 8. Và Hùng cũng trong bản tin video 30 thì đã khuyến nghị các anh chị nếu chúng ta đang có thị trọng của SHB ở trong vị thế tài khoản thì chúng ta có thể mua thêm SHB ở vùng giá 8, và như Hùng Lê đã phân tích ở ban đầu thì chúng ta sẽ đánh T cộng, tức là nếu những anh chị nào nhanh tay lẹ mắt thì chúng ta sẽ đánh T cộng ở những cái mã cổ phiếu đang có sẵn ở trong tài khoản của chúng ta, bởi vì là thị trường hiện tại thì cũng đang khá là bất ổn. Thêm một cổ phiếu nữa, ngân hàng đấy là TCB, là một cổ phiếu mà trong 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 cộng đồng, trong team của Hùng Lê cũng có một số anh chị đang nắm giữ cổ phiếu này. Thì đối với cổ phiếu này thì sau khi mà chạm về vùng hỗ trợ ở vùng giá 27.5 đây, chạm về vùng hỗ trợ khoảng vùng giá 27.5 thì cổ phiếu này đã có một cái mức hồi phục lên, thì những tín hiệu hiện tại thì đang khá là tốt, khá là ok, thì chúng ta vẫn giữ nguyên cái target của TCB ở về vùng giá 31 đến khoảng vùng giá 32, tức là nó cũng đồng pha với xu thế tăng chung của ngành ngân hàng.
Chúng ta cùng điểm qua một số cổ phiếu của ngành chứng khoán SSI. Hiện tại thì SSI đã thủng cái vùng nền hỗ trợ, thủng cái vùng nền hỗ trợ đấy là khoảng vùng nền giá 32, thì SSI đã có, sau cái thủng đấy thì SSI đã có những cái phiên giảm, và trong tuần vừa qua thì chủ yếu là SSI có một trạng thái đi ngang, đối với SSI. Với một trạng thái đi ngang và thanh khoản cũng đang ở mức cạn kiệt thì chúng ta cũng sẽ chưa có thể dự đoán được cái xu hướng tiếp theo. Nếu như sang tuần mà SSI có những phiên mà khối lượng đạt khoảng từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu một phiên và vượt thoát lại cái vùng nền 31 thì như thế thì SSI sẽ có một cái nhịp tăng lại, ít nhất là sẽ hồi về cái đỉnh cũ. Còn nếu như SSI mà vẫn tiếp tục duy trì một cái trạng thái lệnh và khối lượng thấp như này thì khả năng SSI sẽ tích lũy ở một cái vùng nền thấp hơn thì chúng ta sẽ kênh xu hướng, nếu kênh xu hướng dài hạn thì nó sẽ về ở vùng giá 26, nhưng mà khả năng thì nó sẽ không về được vùng giá 26 bởi vì Hùng thấy rằng thị trường trong tuần tới sẽ tích cực hơn rất nhiều so với thị trường của tuần này. HCM hoàn toàn tương tự, thì HCM sau khi gãy ở cái vùng nền khoảng vùng nền giá 65 thì HCM cũng đã có những cái nhịp giảm, và những tín hiệu hiện tại chúng ta thấy rằng là HCM cũng gần như mất mất hết thanh khoản, thì khả năng cao thì sang tuần thì HCM cũng chỉ chạm về khoảng vùng giá 59.5 đến vùng giá 59, chỉ chạm về vùng này thôi, bởi vì thị trường sang tuần tới thì Hùng đánh giá là nó sẽ ok và nó sẽ ổn hơn rất là nhiều. VND, chúng ta cùng đi một cổ phiếu nữa, VND. Hoàn toàn tương tự thì những tín hiệu hiện tại của VND cũng đang khá là yếu, thì VND sẽ khả năng sẽ về lại vùng giá 18.5, về lại vùng này để tích lũy trở lại và trước khi hình thành có một cái nhịp tăng mới. Còn việc mà cổ phiếu này rơi sâu đến thời điểm này thì nó cũng khó xảy ra ở cái thời điểm hiện tại nữa rồi. Một số Hùng sẽ DHG nhá, sẽ nốt cái dòng phân tích này thì sẽ phân tích thêm một số các cái cổ phiếu blue chip khác. Thì DHG thì hôm trước Hùng có đề cập đến, đấy là các anh chị chúng ta sẽ quan sát ở vùng giá 91.5. 91.5 là vùng giá xây nền, và nếu như mà DHG của chúng ta xây nền thành công ở vùng giá 91.5 thì chúng ta có thể bắt đáy. Tuy nhiên là cổ phiếu này đã không xây nền thành công ở vùng giá 91.5 và cái tín hiệu đã thất bại. Thì hiện tại là DHG đang có hai phiên giảm khá là mạnh, thì với những tín hiệu giảm mạnh như này thì thứ nhất là nếu chúng ta có hàng thì chúng ta cũng xem xét là chúng ta sẽ phải giảm tỷ trọng, chúng ta cũng phải giảm tỷ trọng, chúng ta không tuyệt đối chúng ta không tham gia bắt đáy ở khi những cái cổ phiếu nó đang có những cái tín hiệu như này. Và điều tích cực duy nhất đối với cổ phiếu này hiện tại là thanh khoản đang ở mức khá là cạn kiệt, thì khi mà cổ phiếu này chúng ta sẽ cần theo dõi thêm thời gian để xem cái cổ phiếu này xây nền ở đâu, và khi nào xây nền ở đâu thì chúng ta sẽ có trong những cái bản tin phân tích tiếp theo thì chúng ta sẽ đề cập đến một cổ phiếu, hai cổ phiếu về thép đi, HPG. Đối với HPG thì hiện tại đang lình xình một cái tín hiệu đi ngang ở vùng giá 40. Ở vùng giá 40 thì 40.5. Đây là một cái vùng hỗ trợ của HPG. Thì với những tín hiệu hiện tại thì khả năng sang tuần tới thì HPG vẫn phải tích lũy lại ở trong cái vùng nền 40.5 đến vùng nền 41.5. Trước khi mình thành nên tín hiệu mới thì chúng ta cần phải chờ đợi để xem nếu nếu cái tín hiệu tích lũy ở vùng này thành công thì chúng ta mới có thể tiên lượng được cái đường đi tiếp theo của HPG sẽ lên ở khoảng vùng giá 46 đến vùng giá 47, thì chúng ta cần phải chờ thêm cái tín hiệu. Để Hùng bật lại cái ngày 12 nó bị đấy, thì đây là cái đánh dấu cái điểm của tuần trước. Cổ phiếu thứ hai nữa là Hoa Sen. Đối với cổ phiếu Hoa Sen thì bản thân Hùng Lê cũng như một số các anh chị ở trong team cũng đang nắm giữ cổ phiếu này. Và chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua thì gần như Hoa Sen cũng đã mất hết thanh khoản, cho thấy rằng là cái lượng cung và cái lượng cầu cũng đang ở một cái mức độ rền rứ khá là cân bằng.
Những tín hiệu hiện tại thì đường mark đang xấu và xung lực dòng tiền đang xấu. Tuy nhiên nếu chúng ta xem ở đây thì hiện tại thì cổ phiếu này đã chạm về vùng hỗ trợ. Thì Hùng đánh giá rằng trên cái biểu đồ nến tuần thì hoa sen đang có một cái nền hỗ trợ khá là tích cực. Nền hỗ trợ khá là tích cực ở nền giá khoảng nền giá 11 đến 11 11 đến 11.5. Đây là một cái nền giá hỗ trợ của cổ phiếu Hoa Sen. Và nếu như thực sự nếu mà cổ phiếu này phá vỡ cái nền giá 11 thì đấy là một tín hiệu khá là xấu. Còn nếu cổ phiếu này vẫn tích lũy thành công ở trên nền giá 11 đến 11.5 thì sau cái nhịp chỉnh chung của thị trường thì cổ phiếu này sẽ hồi phục. Hùng đánh giá là cổ phiếu này sẽ hồi phục. Bởi vì là ở những cái thời điểm hiện tại thì gần như là bên mua và bên bán đã khá là cân bằng nhau. Chỉ cần thị trường chung chúng ta ổn định trở lại thì mọi thứ nó sẽ ok hơn. Bình Minh BMP. BMP thì Hùng đã phân tích từ rất sớm khi ở vùng giá 55 đến vùng giá 53 đến vùng giá 55 đây, những cái phiên tín hiệu ở đây thì như thế là sau khi mà Bình Minh đã hoàn thành một cái nhịp tăng thì Bình Minh đã có một cái nhịp giảm, và cái nhịp giảm test về sâu nhất đấy là về ở gần vùng giá 55.5. 55.5 thì hiện tại những tín hiệu hiện tại thì Bình Minh đã quay lại về cái ngưỡng hỗ trợ ở vùng giá 60 đến vùng giá 61, nhưng mà cái tín hiệu về dòng tiền hiện tại thì cũng đang khá là yếu. Nếu chúng ta xem ở trên biểu đồ nến tuần thì cái vùng mà Bình Minh sẽ cần phải chỉnh lại, Hùng Lê đánh giá Bình Minh sẽ cần phải chỉnh lại ở cái nền nền giá 58 đấy. Bình Minh sẽ chỉnh lại về nền giá 58 đến 58.5 58.5. Bình Minh sẽ cần phải chỉnh về cái vùng này và tích lũy lại để hình thành một cái sóng tiếp theo. Thì như thế là sóng 1 đã hoàn thành rồi, thì đây là sóng chỉnh 2, thì trong một cái nhịp ngắn hạn thì sẽ bắt đầu bước vào sóng 3 ở vùng giá 58.5. Đấy là anh chị lưu ý ở một cổ phiếu này, và cổ phiếu này cũng là một cổ phiếu cơ bản tốt. MWG thì hôm trước cũng có một số các anh chị có hỏi Hùng là MWG nếu theo phương pháp phân tích định giá sơ bộ thì MWG sẽ về ở vùng giá bao nhiêu. Các anh chị có thể xem trên dòng thời gian xem lại. Ở đâu đó có một anh chị nào có hỏi về MWG ở bản tin video số 29 ở trên dòng thời gian. Thì cái phương pháp tính toán thì mình chỉ tính toán dựa trên kỳ vọng về doanh thu và lợi nhuận. Thì cũng có đề cập đến là MWG, nếu những cái tính toán của chúng ta nếu đúng theo những cái gì Hùng đã viết ở trên đấy thì MWG khả năng sẽ về được khoảng vùng giá 140 ở trong cái nhịp này, và khi về đến vùng giá 140 thì nó cũng sẽ là hợp lý ở vùng giá gần với đỉnh vùng giá 135, vùng giá 140. Tuy nhiên là với những tín hiệu với giai đoạn hiện tại thì từ cái vùng nền này mà chúng ta đầu tư về đến đây thì đây cũng không phải là một cái phương pháp đầu tư tối ưu nữa, mà đối với cổ phiếu này thì chúng ta cũng chỉ theo dõi thôi. PNG thì hoàn toàn tương tự với một cái phương pháp định giá, thì Hùng đang định giá PNG ở khoảng vùng giá 120, vùng giá 120 đến khoảng vùng giá 121 cho hết năm 2010 cho hết năm 2018. Và chúng ta cũng kỳ vọng rằng biểu đồ giá vàng của thế giới sẽ có những cái bước phục hồi. Biểu đồ giá vàng thì đang có một nền tích lũy đi ngang đây rồi, khá là tốt. Thì khi biểu đồ giá vàng phục hồi thì nó cũng sẽ có những cái yếu tố tích cực nhất định để giúp cho cổ phiếu này có thể tăng giá trở lại. Thì đối với cổ phiếu PNG, còn với những điểm mua mới thì nếu mà chúng ta đánh T cộng thì được, chứ còn nếu mà đầu tư ở thời điểm hiện tại thì PNG cũng đã chạy một cái nhịp tương đối là dài rồi. Thì cái vùng từ cái vùng giá 100 đến vùng giá 120, 115 thì nó cũng không còn nhiều nữa. Thì chúng ta chỉ, nếu mà những anh chị nào chúng ta đánh T cộng thì cũng có thể theo dõi bổ sung thêm cổ phiếu này. Cổ phiếu VCG. VCG
VCG là một mã cổ phiếu mà Hùng cũng đã khuyến nghị cho các anh chị rất nhiều. Thì Hùng đánh giá rằng cái nền giá Hùng đang dự kiến là nền giá 17.5, nhưng mà không biết là cái nền giá 17.5 này có về được không. 17.5 đến 17.17 vùng giá 10, nhưng mà vùng nền 18. Vùng giá nền 18 thì sẽ là một cái vùng nền tích lũy của VCG. Và đối với VCG chúng ta có thể nhìn ở trên biểu đồ đấy, chúng ta có thể nhìn ở trên biểu đồ nến tuần thì chúng ta thấy rằng cái nền giá 18 đang khá là đẹp và khá là ok. Và nhìn ở trên biểu đồ nến tuần thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là VCG cũng đang có một cái nhịp tăng mới, và dòng tiền quan trọng nhất vẫn là dòng tiền. Thì dòng tiền đối với VCG trên biểu đồ nến tuần thì chúng ta cũng thấy rằng là đang khá là tốt và khá là tích cực, sau khi đã có những cái tuần gần như đây, những cái tuần ở đây là thanh khoản cạn kiệt và đã có một tuần xác nhận bẻ gãy pha xu thế của VCG. Thêm một cổ phiếu nữa về bất động sản mà các anh chị của chúng ta cũng phải hết sức lưu tâm, đấy là cổ phiếu HBC. Những thông tin tích cực về HBC được ký thêm những cái hợp đồng ABC XYZ thì cái việc đấy Hùng không quan tâm, bởi vì là tất cả mọi thứ thì nó đều phản ánh vào giá và phản ánh vào cái dòng tiền và phản ánh vào cái nội tại ở trên mình chúng ta có thể nhìn được. Thì đối với HBC Hùng đã hình như là trên bản tin của trên trên tường của Facebook thì đã khuyến nghị từ bản tin trước cơ, tức là vùng nền giá 23 đến vùng nền giá 23.5. Thì Hùng đánh giá rằng cái nền giá 23 đến nền giá 23.5 đấy là một cái nền khá là tốt của cổ phiếu này. Khá là tốt của cổ phiếu này thì với vùng nền đấy thì chúng ta có thể mua, mở những cái điểm mua thăm dò đầu tiên đối với mã cổ phiếu. Và chúng ta thấy rằng những cái tín hiệu hiện tại của HBC cũng đang khá là tốt và khá là tích cực. Còn nếu nếu chúng ta nhìn ở trên biểu đồ nến tuần của HBC thì trong một kênh xu thế khá là dài hạn, thì HBC gần như cũng đã bẻ gãy một cái kênh xu thế, giảm giá, và cái dòng tiền đang đổ vào cổ phiếu này cũng đang khá là lớn, Thì đây là những cái yếu tố tích cực đối với cổ phiếu này. Hiện tại thì video của chúng ta đã được 56 phút và Hùng chỉ mới phân tích được một dọc cổ phiếu, còn những cái cổ phiếu trong danh mục của tường thì bây giờ chưa phân tích được. Rất nhiều những cổ phiếu ở trên tường. Giọng hơi khàn khàn nhưng thôi, sẽ cố gắng phân tích thêm một số các cái mã cổ phiếu khác để cung cấp cho quý anh chị nhà đầu tư. Thì chúng ta sẽ dành 15 phút cuối, của bản tin thị trường ngày hôm nay để phân tích một vài mã cổ phiếu có tín hiệu mà Hùng Lê thấy rằng những cái tín hiệu hiện tại đang khá là tốt và khá là ok. Thì tổng quan lại thị trường của chứng khoán của chúng ta trong tuần vừa qua là một tuần nhiều biến động, với việc là ngày thứ năm thì hợp đồng phái sinh của tháng 10 của chúng ta chốt, ngày thứ sáu thì các cái quỹ nội VF30 tái cơ cấu lại danh mục đầu tư, dẫn đến là và cùng với đó là thị trường chứng khoán thế giới đang có những biến động hết sức là khó lường. Đặc biệt là nội tại của nền kinh tế Mỹ, giữa việc Fed tiếp tục nâng lãi suất, giữa việc là chiến tranh thương mại sẽ ảnh hưởng đến cái tình hình chung của thế giới, và cũng như thị trường chứng khoán của Trung Quốc thì đang đứng trước những cái gọi là không muốn nói là thảm họa. Nếu như 610 khoảng hơn 600 tỷ USD bị bán giải chấp thì đấy thực sự là thảm họa đối với thị trường chứng khoán của Trung Quốc. Và khi thị trường chứng khoán Trung Quốc mà có những cái biến động như thế thì chắc chắn rằng thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhìn trên góc độ kỹ thuật của tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là thanh khoản dòng tiền đã bắt đầu cạn kiệt. Đấy là những yếu tố để giúp cho chúng ta kỳ vọng anh chị nhé, kỳ vọng khác hy vọng. Hy vọng là chúng ta không có cơ sở, còn kỳ vọng là chúng ta có cơ sở trên những cái yếu tố nội tại thì chúng ta kỳ vọng sang tuần tới thị trường của chúng ta sẽ thứ nhất là ổn định trở lại và thị trường của chúng ta sẽ tăng điểm. Hùng Lê đánh giá rằng kịch bản thị trường tăng điểm ở trong tuần tới là rất là cao. Mặc dù là những cái tín hiệu và những cái thông tin hiện tại của thị trường thế giới thì hiện tại nó đang rất là khó khăn và rất là khó đoán. Để Hùng thử xem nào, chứng khoán Mỹ hiện tại bây giờ chắc chắn là đã giao dịch rồi. Xem chỉ số Dow Jones. Đã. Ok, hiện tại thì chỉ số Dow Jones đang tăng 180 điểm, tức là 0,71%. Thì như thế là tích cực. Thì đấy, thì
thị trường chứng khoán Việt Nam bây giờ nếu mà để mà phân tích thì cực kỳ khó, rất là khó, bởi vì nó bị tác động đến quá nhiều yếu tố, không những yếu tố nội tại ở trong 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 doanh nghiệp, trong nội tại nền kinh tế của chúng ta, mà chúng ta bị phụ thuộc vào quá nhiều những yếu tố ở bên ngoài. Nhưng quan điểm cũng là gì? Nội tại doanh nghiệp là cốt lõi để hình thành nên cái nền giá của cổ phiếu. Trước những cái thông tin bất lợi hoặc trước những cái phiên giảm điểm vô lý, Hùng Lê đã phân tích rất kỹ ở trong cái video 29 hay 30 30, những cái phiên giảm điểm mà không hiểu vì sao Dow Jones nó làm cái gì mà nó thảm họa đến mức mà các doanh nghiệp của Việt Nam lăn đùng đã chết chết một cách gọi là oằn cù tỏi, mà chết một cách gọi là kinh khủng khiếp. Thì đấy là những cái việc, những cái yếu tố mà bây giờ thị trường của chúng ta bị tác động bởi quá nhiều yếu tố. Và thị trường của chứng khoán thì luôn là tâm lý đám đông, và tâm lý đám đông thì nó là một cái cực kỳ kinh khủng, và đôi lúc là chúng ta cũng không thể trụ vững. Không, thực sự là chúng ta mặc dù là biết là doanh nghiệp tốt đấy, biết là kết quả kinh doanh ok, nhưng trước một cái lực bán như thế thì chúng ta cũng hoàn toàn, cái tâm lý của chúng ta hoàn toàn bị nao núng. Nhưng mà một số mã cổ phiếu thì Hùng Lê đánh giá tích cực, nên Hùng Lê vẫn khuyến nghị các anh chị ở trong team chúng ta giữ. Còn chúng ta, những ai mà căng margin thì chúng ta cần phải giảm margin để chúng ta không bị cô margin hoặc cô for sale. Thì tổng kết lại thị trường trong tuần tới, Hùng Lê hoàn toàn kỳ vọng là một tuần giao dịch thành công và tích cực đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Và trong bản tin video số 30 thì Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị là chúng ta nâng tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu là 50-50. Chúng ta sẽ canh những mã cổ phiếu có tín hiệu tốt, những mã cổ phiếu mà đang thực sự khỏe thì chúng ta sẽ bắt đầu, và những cái mã cổ phiếu chúng ta có sẵn ở trong danh mục thì chúng ta có thể những cái phiên nhún đỏ hoặc những phiên mà đạt được những cái mức giá ok thì chúng ta sẽ tiếp tục để chúng ta mua vào. Và các anh chị lưu ý là nếu như một cái kịch bản xấu hơn xảy ra thì thị trường của chúng ta sẽ về lại ở vùng khoảng, vùng tiên lượng ở đây nó khoảng vùng khoảng vùng 932 đến 930 đến 900 930 đến 935, tức là kịch bản xấu thì thị trường sẽ chỉnh về đây và sẽ hồi trở lại. Nhưng kịch bản này thì Hùng đánh giá nó sẽ xác suất khoảng tầm 20%, còn 80% là thị trường của chúng ta sẽ ổn định và tăng điểm lại ở trong tuần tới, bởi vì là hợp đồng phái sinh thì cũng đã chốt xong rồi. Các quỹ nội của chúng ta cũng đã cơ cấu xong thì tuần tới sẽ là tuần ổn định hơn. Và chúng ta cũng kỳ vọng là tuần tới thì thị trường chứng khoán của Mỹ sẽ ổn định hơn để giúp cho thị trường của chúng ta hồi phục trở lại, lấp lại những cái đau thương của tuần trước. Thì đấy là xu thế chung về thị trường. Và trong tuần này thì Hùng vẫn khuyến nghị các anh chị nắm giữ tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu là 50-50. Những mã cổ phiếu tốt, những mã cổ phiếu có vị thế thì chúng ta sẽ tham gia mua dần để chúng ta có vị thế. Và 15 phút cuối của bản tin này thì Hùng sẽ phân tích một số mã cổ phiếu mà ngày hôm nay thì một số các anh chị của chúng ta cũng đã mua được rồi. Mã đầu tiên đấy là Hút. Hút thì Hùng đã khuyến nghị cho anh chị ở trong bản tin video số 30 đây. Hút đây. Đặc biệt vì Hùng Lê thấy rằng đấy, vân vân và vân vân. Thì Hùng Lê vẫn nhắc lại với các anh chị là Hùng Lê không khuyến nghị các anh chị mua bán nhá. Chốt lại vấn đề là như thế để tránh những trường hợp là các anh chị phản hồi lại những cái điều thiếu tích cực đối với Hùng Lê. Đây chỉ khuyến nghị mua bán dành cho những nhà đầu tư và những cái tài khoản Hùng Lê đang quản lý. Còn cộng đồng nhà đầu tư là Hùng Lê cung cấp để cho các anh chị có một cái kênh tham khảo. Thì đối với Hút thì Hùng thấy ở trong cái nền giá từ 5.5 đến vùng giá 5 đang khá là tốt. Thì đối với cổ phiếu này thì cứ trong cái nền này thì Hùng Lê cũng sẽ khuyến nghị cho tất cả các anh chị. Thứ nhất là trong team của Hùng Lê sẽ mở mua cổ phiếu này, và cổ phiếu này thì sẽ là một cổ phiếu đầu cơ, và khi mà cổ phiếu này chạy thì nó sẽ có một cái mức kỳ vọng về lợi nhuận cũng tương đối lớn. Và lớn đến bao nhiêu thì chúng ta sẽ chờ xem khi nào cổ phiếu này nó chạy thì chúng ta sẽ cân đo đong đếm ở những cái nhịp tiếp theo đối với cổ phiếu này. KSB. Đối với KSB thì KSB cũng đã có một cái nhịp tăng từ nền giá 27 và lên đến nền giá 35. Sau đó thì KSB đang có một nhịp 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 giảm chỉnh. Thì với nhịp này thì Hùng đang đánh giá KSB ở khoảng vùng giá 31.5. 31.5 là cái vùng hỗ trợ
trên một cái kênh xu thế tăng giá và cũng có thêm một vài các cái yếu tố khác hỗ trợ tại vùng giá 31 đến vùng giá 31.5. Thì khả năng thì sang tuần phiên thứ hai tuần tới thì sẽ là một cái phiên xác nhận cái xu thế tiếp theo của KHB. Nếu như KHB thủng cái vùng 31.5 này thì thực sự xấu, còn nếu KHB sẽ tích lũy lại ở vùng 31.5 và đóng cửa khoảng vùng 31.5 đến vùng 32 thì coi như là KHB đã hình thành lại một cái nhịp tăng mới. Trên góc độ tín hiệu kỹ thuật thì đường MACD đang chuẩn bị đang thu dần cái biên độ và chuẩn bị sang cái phân kỳ dương. Xung lực dòng tiền thì cũng chạm đến vùng âm 3.2 và đang có xu thế hình thành ngóc lên. Thì đối với cổ phiếu KHB, một cổ phiếu mà chúng ta cũng đưa vào danh mục. APC thì Hùng đã khuyến nghị cho các anh chị ở vùng giá 38 APC 38 đây hình như đây xem xét ở vùng 38-39 nếu cổ phiếu này điều chỉnh. Thì trong tuần là cổ phiếu, đúng rồi, trong tuần thì cổ phiếu này thậm chí là không phải chỉnh về 38 đâu. Cổ phiếu này đã chỉnh về thấp nhất ở trong này, thấp nhất ở vùng giá 36. Thấp nhất ở vùng giá 36, xong đó thì đã có hai phiên hồi trở lại. Nhưng Hùng vẫn đánh giá cổ phiếu APC nó sẽ chưa tăng mạnh được đâu. Và cổ phiếu này cần phải tích lũy lại. Đẹp nhất thì APC nên về lại cái vùng... vùng giá 33.5. Đấy là vùng giá tích cực nhất của cổ phiếu này. Và nếu như cổ phiếu này mà về đến vùng này tích lũy thành công thì chúng ta sẽ bắt lại cổ phiếu này ở vùng nền giá 33.5. Còn hiện tại thì những cái phiên hồi như thế rồi thì chúng ta cũng sẽ không có đuổi theo nữa. QNS. QNS thì đang được hiệu ứng từ giá đường và những tín hiệu hiện tại. Xem xét cả trên biểu đồ nến tuần và trên biểu đồ nến ngoài thì QNS đang hết sức là đẹp. Và Hùng đang kỳ vọng QNS sẽ chỉnh về vùng 41.5. Kỳ vọng QNS sẽ chỉnh về vùng 41.5 thì về đến vùng này thì chúng ta cũng để chúng ta tham gia lại, chứ còn nếu bây giờ mà cứ chạy một mạch như này thì chúng ta cũng sẽ không có thể là mua nữa, bởi vì như thế là chúng ta sẽ rất là nguy hiểm. Chứng khoán là quan trọng nhất là cái thời điểm chúng ta mua. Đấy thì đang vẽ ra kịch bản của QNS như này, không biết là có đúng không thì chúng ta cùng chờ. PTB Phú Tài, đây cũng một cổ phiếu khá là cơ bản. PTB thì đây là trên biểu đồ nến ngày thì hiện tại Hùng thấy là PTB cũng đang có một cái tín hiệu dòng tiền khá là tốt, và ngày hôm nay thì PTB đã bắt đầu chạm về gần vùng giá 62 đi. Hùng sẽ lấy cái 62 là cái nền hỗ trợ. Chúng ta sẽ quan sát cổ phiếu này ở nền giá 62. Nếu tại nền giá này mà cổ phiếu này về và sau đó có những phiên tín hiệu xác nhận để quay trở lại thì cổ phiếu này sẽ có một cái nhịp tăng mới đối với cổ phiếu này. Và nếu thủng nền 62 thì đấy là một cái tín hiệu cũng khá là xấu. Tuy nhiên là trong những cái nhịp chỉnh này chúng ta thấy rằng gần như cổ phiếu này cũng đã mất gần hết cái thanh khoản, thì đấy là những yếu tố đang hết sức là tích cực. GMDS. Đối với GMD thì là một cổ phiếu Hùng đánh giá đang cực kỳ hay, và Hùng đánh giá là ở nền giá 26, thì không biết là anh chị nào bắt được nền giá 26 ở trong tuần này không. Bởi vì nền giá 26, không biết là có anh chị nào bắt được ở nền giá 26 trong phiên ngày thứ hai không. Bởi vì VMS ở trong một cái nền tích lũy thì Hùng đánh giá là nền giá 26 là nền giá khá là ok của cổ phiếu này, và cổ phiếu này đang có một cái nhịp có một cái trend tăng giá mới, và chắc chắn là target gần thì sẽ về ở vùng 30. Nhưng mà mạnh hơn, cổ phiếu này khi đã chạy thì nó sẽ chạy rất là điên cuồng, và Hùng đánh giá là trong nhịp này không những về vào 30 mà cổ phiếu này có thể về đạt ở vùng giá 32. Ở những tín hiệu hiện tại thì hôm trước có một anh có hỏi là có mua luôn không, mua ở trong phiên này này. Các anh có hỏi thì Hùng có khuyến nghị các anh là thường sau một phiên GMS tăng mạnh thì sẽ có những cái nhịp điều chỉnh.
thì chắc chắn là các anh chị xem lại trên dòng thời gian thì đúng là sau một nhịp này thì GMS đã có một cái nhịp trình, và nhịp trình về giá 26, vùng giá 26 là vùng giá hợp lý. Nếu chúng ta xem ở trên biểu đồ đến tuần thì cổ phiếu này đang khá là ok, một tuần điều chỉnh, và chúng ta đang kỳ vọng tuần tới thì VMS sẽ lấp lại toàn bộ cái vùng nền này và tiếp tục đi lên. Cái cổ phiếu này khi mà đã tăng thì cũng tăng khá là điên cuồng. FCN cũng là một cổ phiếu đang phải cần phải theo dõi đặc biệt. FCN thì chúng ta thấy rằng FCN đã có một cái nền, đây là một cổ phiếu về bất động sản, tuy nhiên là trong giai đoạn hiện tại cả một quãng thời gian dài thì dòng tiền đã không tập trung vào cổ phiếu này. Tuy nhiên khi FCN đã có một cái nhịp tăng hoặc có một cái dòng tiền đầu cơ kích hoạt thì đây cũng là một cổ phiếu mang cái tính chất gọi là hết sức là mạnh. Thì trên ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng là cái vùng giá, Hùng đã đưa ra cái vùng giá 15 đến 15.5. Đây, canh mắt ở vùng giá 15.5, 15 đến 15.5. Đấy thì đấy là cái nền giá Hùng đánh giá khá là ok. Và chỉ cần FCN vượt vùng giá 16 đến 16.5 thì FCN sẽ chạy cực kỳ mạnh và sẽ chạy rất là thanh thoát khi mà những cái dòng tiền đầu cơ được kích hoạt. Còn hiện tại thì tín hiệu dòng tiền của cổ phiếu này cũng đang khá là yếu. OI Hùng phân tích rồi, BSR phân tích rồi, VRE phân tích rồi, Dược Việt Nam, các anh chị lưu tâm đến cho Hùng một cái cổ phiếu nữa là Dược Việt Nam cũng đang khá là tốt. Trong khi thị trường của chúng ta giảm mạnh như thế, những cổ phiếu này gần như giảm rất là ít, và gần như cổ phiếu này đã lấy lại tất cả những cái mức giảm ở trước đó. Thì đối với trend và sóng thì cổ phiếu này đã hình thành một cái xu thế tăng giá mới. Và Dược Việt Nam thì Hùng cũng đã đưa ra cho các anh chị một cái vùng nền, nếu không nhầm đấy, vùng nền 16 đến 16.5. Tuy nhiên vùng nền này thì khả năng cũng khó khó cổ phiếu này có thể về được. Và với một cái cổ phiếu mạnh như này thì Hùng nghĩ là chắc là về đến vùng 16.5 thì cũng khá là khó ở trong cái giai đoạn hiện tại. Thì chúng ta có thể canh lại cổ phiếu này ở vùng nền nó cao hơn một tí nữa, chắc là khoảng tầm vùng nền 17 thì nó là hợp lý. Vùng nền 17 là vùng giá hợp lý, bởi vì vùng nền 17 thì gần như cổ phiếu này cũng đã có một cái kênh xu thế tăng giá trở lại đối với cổ phiếu Dược Việt Nam, và cổ phiếu này Hùng đánh giá cũng khá là mạnh và khá là ok. TCH, đây một cổ phiếu TCH mà Hùng và một số các anh chị đã bắt đáy ở vùng giá 23.5, tuy nhiên là việc bắt đáy đã không thành công. Tuy nhiên với những tín hiệu hiện tại của TCH thì Hùng hoàn toàn yên tâm đối với cổ phiếu này, và nếu như thứ hai có vùng giá 20.5 thì Hùng sẽ tiếp tục gia tăng tỷ trọng cổ phiếu TCH ở vùng giá 20.5, sống chết cùng với anh Hoàng Huy trong một phen này, trong trận đánh này. Thì đối với cổ phiếu này thì Hùng đánh giá là khi khả năng thì nó sẽ cần khoảng một tuần, ít nhất nó sẽ một tuần để tạo lại cái vùng nền này. Khi thị trường của chúng ta ổn định trở lại thì sẽ tạo tạo lại cái vùng nền 20.5 đến vùng nền 21, sẽ tạo lại ở cái vùng nền này, tích lũy lại, và trước khi mà Hùng đánh giá là cổ phiếu này sẽ tăng, chắc chắn là sẽ tăng. Thì tín hiệu hiện tại thì do mây đang khá là dày nên đương nhiên cổ phiếu này sẽ phải giảm giá trở lại. Cổ phiếu này sẽ phải giảm giá trở lại và sẽ tích lũy lại vùng nền này. Một cổ phiếu nữa, DHG Hùng phân tích rồi nhá, một cổ phiếu nữa là CTI, một số các anh chị có hỏi Hùng Lê ở trên dòng thời gian là cổ phiếu này có tham gia được không anh, thì Hùng Lê trả lời là có. Và vùng nền để Hùng khuyến nghị cho các anh chị là vùng nền 25 đến vùng nền 25.5, vùng đây, vùng 25 đây. Thì hiện tại CTI đang có những cái phiên tích lũy ở quanh cái vùng giá 25, đang khá là đẹp, tín hiệu dòng tiền cũng đang khá là ok, chỉ báo về mác và xung lực dòng tiền đang tốt, và cổ phiếu này đã quay vượt trở lại trên đường hỗ trợ 25.5. Và đối với những tín hiệu hiện tại như thế này thì chúng ta hoàn toàn kỳ vọng sang tuần tới CT sẽ có một nhịp tăng mới khi thị trường của chúng ta ổn định trở lại. Và tăng về đâu thì trước hết là sẽ cứ về đến tiệm cận cái vùng đỉnh cũ đã, xong đó thì tiệm cận đến vùng đỉnh cũ thì chúng ta sẽ tính toán tiếp. Nhưng mà CT thì cũng đánh giá là sẽ tăng trở lại. Dược DHG Hùng phân tích rồi. KSH thì là đầu cơ, MST, cổ phiếu MST là một cổ phiếu khá là hay.
MST là một cổ phiếu khá là hay. Khi cổ phiếu này nó buồn cười lắm, nó cứ về đến vùng 4.5, nó cứ về đến vùng 4.5 thì nó giảm đến vùng 4.5, xong nó đến vùng 5.5 thì cổ phiếu này Hùng Lê cũng đã bắt được hai vòng rồi, đang đang chiến đấu vòng thứ ba, nhưng vòng thứ ba mãi chưa về được 5.5 thì chúng ta đành phải chờ thôi, phải chờ vòng về đến 5.5. Còn nếu mà nó lại về 4.5 thì thôi thì lại bắt lại vậy. Thì đối với những cái mã đầu cơ thì chúng ta cũng không nên đầu tư nhiều. Và ngày hôm nay thì Hùng sẽ đề cập đến cái mã mà Hùng đã phân tích, đấy là một cái mã siêu đầu cơ ADT. Một số các anh chị bảo là anh ơi bây giờ nó giảm như thế thì làm thế nào, hay là phương án xử lý như thế nào, hay là vân vân và vân vân. Thế thì lật lại vấn đề một tí, đối với mã cổ phiếu đầu cơ thì chúng ta thấy rằng là nó lên như thế nào, đúng không ạ? Nó lên như thế nào thì nó sẽ xuống bằng con đường đấy. Nó lên như thế nào, dốc đứng đây thì nó cũng sẽ xuống bằng cái con đường nó cũng thẳng đứng như thế này. Thì đó là câu chuyện về cổ phiếu đầu cơ. Thì quay trở lại ART trong những cái giai đoạn hiện tại. Trong giai đoạn hiện tại thì ART hiện tại là ART đã thủng nền vùng giá 6. Vùng giá 6 nền nền thủng nền vùng giá 6. Thủng nền vùng giá 6, các cái tín hiệu hiện tại như là tín hiệu về đường MACD và tín hiệu về xung lực dòng tiền đang khá là yếu, và cái chỉ báo về xung lực dòng tiền thì đang chạm về ngưỡng âm 5. Âm 5 thì với những anh chị nào mà chúng ta đã tham gia cái cổ phiếu ART thì chúng ta sẽ chờ quan sát tại cái vùng khi ART chạm cái vùng âm 5 này thì cổ phiếu nó sẽ vận động như thế nào. Và nếu như mà thủng cổ phiếu này thủng nền giá 5 thì khá là xấu. Tuy nhiên là từ 5 về 4 thì nó cũng cũng rất là gần rồi. Chắc hai cây sàn thì nó về đến 4, tức là về đến cái điểm 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 xuất phát của nó. Điểm xuất phát của nó. Tuy nhiên là khi mà cổ phiếu này lên chuyển sàn thì lúc cùng với thời điểm đấy thì đã có 56 triệu cổ phiếu phát hành thêm thì về đến tài khoản của các anh chị nhà đầu tư. Thì thực sự là nếu mà để nói về phân tích về đội nhóm đội lái thì nó khá là khó, đặc biệt là phân tích cổ phiếu của anh Quyết thì càng trở nên khó khăn hơn. Và khi cổ phiếu này về đến tài khoản thì Hùng đang 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 suy nghĩ theo một chiều hướng, mình phân tích theo một chiều hướng, đấy là khi cổ phiếu này về tài khoản thì khả năng các cái đội nhóm đội lái sẽ đánh để cho tất cả những ai mà đang nắm giữ thì sẽ ra bằng hết sạch đi, ra bằng hết sạch cái cổ phiếu này, và sau đó thì khi gom một cái lượng đủ ok thì khi đấy mới có thể đánh lên được. Thì đấy là mình đang đang cố phân tích những cái chiêu trò của đội nhóm và đội lái. Tuy nhiên là việc có một anh chị có comment ở trên kênh YouTube rằng là việc phân tích đấy thì nó khó vô cùng, thì đúng thật là nó khó vô cùng, nhưng chúng ta cũng cần phải phân tích và chúng ta cần phải có những cái góc nhìn nhận. Thì đối với cổ phiếu đầu cơ thì Hùng đã nói với các anh chị rồi, chúng ta chỉ dành từ 5 đến 10% cái tỷ trọng tiền mặt để chúng ta chơi những cổ phiếu này, thì chúng ta phải chấp nhận, tức là cổ phiếu này nó tăng rất là nhanh. Tăng 50% đấy là câu chuyện bình thường, và khi nó xuống thì nó cũng sẽ xuống 50%, đấy là câu chuyện bình thường. Thì chúng ta sẽ phải quản trị rủi ro tốt, và những mã cổ phiếu đầu cơ này thì cũng đã khuyến nghị rồi là chúng ta sẽ sử dụng nó để uống trà đá với uống nhân trần với lại cà phê chém gió, chứ chúng ta không sử dụng những cổ phiếu này để chúng ta đầu tư. Thì cũng khuyến nghị với các anh chị như thế, và lưu ý lại là cổ phiếu đầu cơ lên như thế nào thì sẽ xuống như thế đấy. Và chúng ta cũng có thể xem lại như là cổ phiếu Hùng Vương HVG. Đấy, tức là khi nó lên thẳng đứng thì nó cũng sẽ xuống thẳng đứng, và đây có những phiên như này, hoặc là cổ phiếu TTS đấy thì lên xuống và lên đấy. Thì đấy là những cái câu chuyện về cổ phiếu đầu cơ. Kết lại, thị trường trong tuần tới Hùng Lê đánh giá là chiều hướng khả quan và tích cực, mặc dù ở phía trước của chúng ta là những yếu tố bất ổn về thị trường chứng khoán của thế giới. Tuy nhiên các doanh nghiệp của Việt Nam hiện tại đang khá là ok. Nền kinh tế Việt Nam và chính phủ của chúng ta đang có những cái biện pháp để phát triển kinh tế vĩ mô cũng khá là tốt, các doanh nghiệp làm ăn ok, thì không có lý do gì mà thị trường của chúng ta lại 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 có thể giảm một cách vô cớ như thế được. Nếu mà giảm thì nó phải xuất phát từ những cái nội tại của yếu tố nền kinh tế của chúng ta. Thì trong ngắn hạn thì trong tuần tới chúng ta hoàn toàn kỳ vọng là thị trường của chúng ta sẽ ổn định hơn và sẽ tích cực hơn. Một lần nữa Hùng Lê xin gửi đến toàn thể cộng đồng nhà đầu tư là các chị em phụ nữ nhân ngày 20 tháng 10
Xin chúc các chị em của chúng ta luôn luôn trẻ trung xinh đẹp, luôn luôn vui tươi, luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Xin thân ái kính chào và tạm biệt quý anh chị nhà đầu tư.